thôi mẹ, đừng có giận Lân nữa mà. Tại mẹ Ngọc coi Lân như là con ruột nên mẹ Ngọc mới hỏi làm khó như vậy đó. Thôi bỏ qua cho nó. Lam cứ tưởng á là Lân thẳng thắn lắm, ai dè trước mặt mẹ Ngọc cũng im re để cho một mình Lam chịu trận à. Mà bác ấy cũng có phải là mẹ ruột của Lân đâu, sao Lân sợ bác dữ vậy? Thì chính vì là không phải là mẹ ruột nên Lân sợ nói những lời không phải làm mẹ Ngọc buồn. Thôi bỏ qua cho Lân lần này đi mà. Lam tin Lân đi, mẹ Ngọc tốt lắm. Chắc chắn mẹ Ngọc chỉ hỏi như vậy để dò xét Lam thôi mà. Tốt, Lam chưa từng thấy một người tốt nào mà lại khắt khe như vậy hết. Lam thấy rõ là Lam không có hợp với mẹ Ngọc của Lân đâu. Là mà, Lam phải tin tưởng Lân chứ. Lam biết không, mẹ Ngọc á hả, muốn Lân kiếm được một người vợ hoàn hảo nên mẹ Ngọc mới khó như vậy đó. Thôi, yên tâm đi, Lân sẽ cố gắng nói cho mẹ Ngọc hiểu. Mọi chuyện cứ để Lân lo. Bây giờ Lam cứ coi mẹ Ngọc như là mẹ ruột của Lân vậy đó. Vậy Lân hứa, Lân phải lo tốt chuyện này đó nha. Con là đem tất cả bằng cấp học từ hồi đó tới bây giờ qua đây bắt coi, mà sao con đem mấy cái bản photo không vậy nè? Như vậy thì nó đâu có độ chính xác, nó đâu có đâu hả Phi Lân? Với lại chưa kể toàn là photo. Nếu mà con photo phải ra phòng công chứng chứ, để cho biết đây là bản gốc chứ con. Vậy độ chính xác không bao giờ đúng rồi ha Đăng Anh. Mẹ ơi, đem qua cho mẹ coi thôi chứ đâu có xin việc làm đâu, công chứng chi mẹ. Dạ đúng rồi đó mẹ, với lại mấy cái này bằng tiếng Anh không mà, mẹ có còn con dịch của tiếng Việt không? Dạ đúng rồi đó mẹ, chứ coi mà không biết gì coi chi mất công. Nè, để mẹ nói chuyện. Dạ Lam, công nhận giỏi thiệt đó nha, vừa xinh đẹp mà vừa giỏi nữa. Lần nhà chị có phước ba đời mới quen được một người con gái thú vị như em á. Dạ bởi vậy em mới chờ hả Lam 7 năm á chị. Sợ rồi thôi. Nè, bằng cấp nước ngoài á chưa chắc gì ở Việt Nam mình người ta chấp nhận tuyển dụng sinh viên ở nước ngoài học về đâu ha. Mấy đứa không có hiểu gì hết trơn à. Trời ơi, mẹ cập nhật lắm chứ bộ. À mà con đi du học lâu vậy chắc con quên hết ở Việt Nam những cái nề nếp rồi truyền thống gia đình mình sao. Nói chung là người Việt Nam mình sống sao con quên mất hết. Dạ không, mỗi năm con vẫn về thăm gia đình mà bác. Con chắc chắn là con sẽ rất là nhớ và phù hợp với truyền thống của Việt Nam. Đó là suy nghĩ của con thôi, nhưng mà trên thực tế nó phải khác con à. Con có thể đảm đang vừa việc nhà mà luôn cả việc xã hội ở bên ngoài được không? Được. Được, nhận đi, nhận đi. Dạ được. Ở ngoài em cứ làm gì em làm, kệ em, còn về nhà có chị lo. Dạ đúng rồi bác. Chị dẫn em nó chứ gì. Dạ. Con nghĩ là chỉ cần mình cố gắng và được sự giúp đỡ của mọi người nữa thì khó khăn gì con cũng có thể vượt qua hết. Con có nghĩ cái chuyện mà mình sẽ về làm dâu rồi chăm sóc gia đình chồng ra sao không? Nè, cưới xong rồi á là Phi Lân á với con phải ở chung gia đình này á, giống như chị con vậy đó. Kìa mẹ, con với Lam Lam chưa có nghĩ tới chuyện kết hôn đâu. Mấy cái chuyện đó tính sao đi mẹ? Tính sao cái gì, bữa nay gặp mặt nhau rồi, rồi mình cưới nhau chứ làm gì mà để tính sao? Tính sao rồi lúc đó là lỡ mà có chuyện gì rồi sao? Thưa bác, bác thương Phi Lân đến đâu thì ba mẹ con cũng yêu thương con đến mức đó. Ba mẹ con chắc chắn sẽ không muốn con quen một người bạn trai mà gia đình khó khăn như vậy đâu. Con nghĩ con nên rút lui là hợp lý nhất. Ôi, cái gì vậy? Thôi, chị ngưỡng mộ em ghê á. Em mạnh dạn thiệt luôn á. Chứ ngày xưa mà chị bị như vậy á là chị chạy ra trước cửa chị đứng chị khóc ngoài á. Chị đâu dám trả lời đâu. Ủa, cái gì? Ủa, bị gì? Bị gì? À dạ, 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 dạ bị không hiểu ý của mẹ. Mẹ xong cái con mới chạy ra trước cửa thì con khóc một hồi cái con mới hiểu được cái ý của mẹ, cái con mới về làm dâu nhà mình nè. Mẹ cũng đâu có biết là có chuyện đó đâu, tại vì mẹ nghĩ là mẹ ngày đầu tiên mẹ gặp rồi sau đó gặp lần hai lần ba mẹ chỉ dạy con thôi chứ mẹ đâu có cái gì đâu mà để dùng chữ bị. Vậy thì là bị không hiểu thôi mẹ. Dạ còn thấy không, rõ ràng là chị dâu của Phi Lân nè hiểu tính của bác nè, rồi cái gia đình hòa thuận với nhau, sống an hòa với nhau, yêu thương đầm ấm với nhau, cho nên bác mới nói với con cái gì mình mất lòng trước được lòng sau. Mà bây giờ con nít gì kỳ cục, tuổi trẻ bây giờ nó ngộ nghĩnh hen, người lớn nói chuyện mà bây giờ khăng khăng là không, nó khó quá thế này thế nọ rồi đòi đi về rồi quẩy quẩy vậy là sao hả? Nếu như bác là mẹ ruột của Phi Lân hoặc bác yêu thương Phi Lân giống như con ruột của mình
thì con nghĩ bác không nên kiểm soát Phi Lâm một cách vô lý như vậy. Con không làm phiền bác nữa. Chào bác. Chào chị Thanh. Ôi, tôi thương, tôi nói thiệt lòng mà. Lam, ngồi xuống đây. Trời ơi, mẹ. Đi về luôn, đi thẳng luôn. Trời, đi luôn. Mẹ, mẹ đừng có vậy, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Trời, con nhà ai đâu mà tuổi trẻ bây giờ đi du học mà không có động. Mẹ, thôi, bình tĩnh đi mẹ. Mẹ cứ vậy á là mẹ bị tăng huyết áp đó. Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mẹ bình tĩnh. Để con đưa mẹ lên phòng để đo huyết áp lại nha. Lân đừng có nói thêm bất cứ cái gì nữa. Lam sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó một lần nào nữa đâu. Thôi mà, Lam bình tĩnh lại đi, đừng có nóng nữa mà. Trời, cái gì vậy hai đứa? Cái gì mà tới quán nước của anh mà cơn lộn sùm vậy? Uống miếng nước hào quả đi. Nè, uống đi. Phải cái chuyện gì mà... Thôi tiếp rồi. Anh biết là dì Ngọc rất là khó tính, thấy không? Nhưng mà nghe lời anh, trên đời này dạng vật tương sinh tương khắc, cái gì nó cũng có cách giải quyết của nó hết. Nếu mà bây giờ hai đứa nghe lời anh á, anh có tuyệt chiêu anh chỉ cho hai đứa liền. Có tuyệt chiêu gì ạ? Có. Nói cho em nghe đi. Có mới nói chứ. Bây giờ hai đứa ha, mình có bầu trước khi cưới đi. Anh đi mà có bầu á? Trời đất ơi, anh có lòng anh chỉ cho hai đứa rồi. Hay đàn thành với tôm không? Đó, nó cứ làm theo hai tụi nó. Y không, bây giờ mọi chuyện im xuôi. Bây giờ cái chuyện nó là đã như vậy rồi, hai đứa không nghe lời anh thì anh cũng không có cách nào để mà chỉ cho hai đứa nữa hết, thấy không? Mà anh nói cho hai đứa biết nha, cái quán anh nó làm như nó có huông vậy đó. Các cặp tình nhân đến đây uống nước xong ra về, một thời gian sau bảo đảm đứa nào cũng chia tay hết, trừ những cái cặp đôi mà ăn cơm trước cảng, tức là mình có bầu trước khi cưới đó. Anh suy nghĩ cái tuyệt chiêu của anh đi ha. Cứ như vậy mà làm, còn không thôi là... Lam à, đừng có vậy nữa mà. Lam không biết là Lân đã chờ đợi Lam lâu lắm rồi hả? Cả thanh xuân của Lân là đợi một mình Lam thôi đó. Mà bây giờ không lẽ mấy người bỏ tôi hả? Tôi không biết gì đâu nha. Cho dù á, bác Ngọc có chấp nhận Lam cũng sẽ không bao giờ sống chung với bác ấy được. Lam không thích sống chung với nhiều người, càng không thích bác Ngọc. Lam à, Lam cũng biết cuộc sống gia đình của Lân hồi đó rồi đó. Hồi đó có hai mẹ con à, bây giờ mẹ mất thì Lân lủi thủi sống con mình. Hên á là được mẹ Ngọc kêu về nuôi, với lại mọi người trong gia đình đó đều là người tốt mà. Thôi, vì Lân một lần này đi nha. Không ngờ riêng chuyện đó Lân lại khác với Lam như vậy. Thì Lam cũng biết rồi đó, do Lân thiếu tình cảm từ nhỏ nên... Mà thôi đi. Thôi, làm gì Lân lần này đi. Nhún nhường mẹ Ngọc một chút nha. Không, Lam không để cho bác ấy coi thường Lam thêm một lần nào nữa đâu. Thôi, mình chia tay đi. Lam. Ôi trời ơi, công nhận tôi nói linh thiệt á, thấy chưa? Tôi kêu rồi mà không chịu nghe. Tôi kêu có bầu đi, thấy không, giờ chia tay rồi. Bởi Đăng Thanh tả về em không hề sai chút nào hết. Nói em đẹp trai nè, học giỏi, cao ráo, mà cái bị ế. Anh thôi đi, anh chọc nó hoài à. Chị đừng có gọi nữa, chị em gọi rồi. Lân nó kêu là nó chia tay bạn gái rồi đó. Chị? Thiệt. Nhưng mà có khi nào nó nghĩ chuyện dạy dột của mẹ? Dạy dột gì? Thì con nhỏ này không được thì kiếm con khác đàng hoàng tử tế hơn, chứ làm cái gì mà phải nghĩ đến chuyện dạy dột. Mà nói thiệt nha, tôi cũng có ưng con nhỏ này. Mẹ, thằng Phi Lân nó chờ đợi con nhỏ đó mấy năm trời rồi đó. Mấy năm trời thì sao? Yêu đương thì phải chờ đợi, phải nhẫn nhịn nhau chứ, kiểu này sao được. Em à, thời buổi giờ nó khác rồi. Con cái và đứa nào cũng lớn hết trơn á, nó có tự do của nó. Mình không thể là mình ép buộc nó là phải lấy đứa này hay mà lấy đứa kia, bởi vì về là sống với nó chứ không có sống với mình. À, nói vậy là ý là em không có quyền xen vô, em không có ý kiến cái cò gì được chứ gì. Nó muốn yêu ai, nó thương ai, mặc kệ nó gì. Được rồi, từ hôm nay em không bao giờ xen vô. Con lấy cho mẹ cái gương đi soi mặt coi. Đẹp biết. Cái chuyện chưa có gì cái ầm 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 lên.
Anh nói thiệt, cái con nhỏ đó mà nó thấy mặt em nó không sợ quá anh cười vậy nè. Em sang cho chuyện của... Ê, Long. Dạ, chào cả nhà. Đói bụng không? Chị dọn cơm ăn nha. Dạ thôi, em không đói đâu. Em lên phòng nghỉ trước nha. Khoan đã Phi Lân, mẹ hỏi. Lại đây mẹ hỏi. Trước mặt ba con kìa, con nói đi. Có phải là mẹ cấm cản, mẹ ngăn cản gì con yêu cái con bé Lam Lam đó không? Mẹ có cấm không? Dạ không. Đó, nghe rõ không? Dạ không. Thấy chưa? Đừng có đổ thừa em nghe chưa anh? Thôi, đừng có buồn nữa. Mẹ khuyên con á, không có nó thì tìm đứa khác. Để mẹ tìm cho, tìm nó dễ dàng. Bạn của mẹ hả? Nhiều đứa anh. Con á, nó xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn, giỏi giang, học hành tử tế. Đó, mẹ làm mai cho con. Dạ thôi mẹ, con không cần đâu. Con không yêu ai ngoài Lam hết á. Thôi, con xin phép, con lên phòng trước. Ủa, nó nói vậy là sao con? Là tụi nó chia tay nhau hả? Mẹ ơi, ý nó quá rõ luôn á. Nó rất là yêu Lam Lam. Cho dù Lam Lam có bỏ nó đi chăng nữa, nó cũng sẽ ở nhà này. Nó chờ đợi Lam Lam cho tới già, tới chết, tới khô, tới héo. Con thấy là Phi Lân là số 1 luôn á. Đàn ông vậy chứ. Chất. Chất cái gì? Đi lên lầu. Thiệt. Nè, Đăng Thanh, mẹ hỏi nè. Dạ. Con gặp con bé Lam Lam 2 lần. Con thấy nó là sao? Dạ, mẹ. Con thấy á, Lam Lam là một người xinh đẹp nè, giỏi giang, lại tốt tính nữa. Là Lam Lam với Lân á, là hai người yêu nhau rất là thật lòng. Ý con nói vậy á, là mẹ khó khăn với con nhỏ đúng không? Phải mẹ, nhưng mà ý con là trong tình yêu á, mẹ cũng đừng khắt khe quá. Tại tình yêu đâu có tội lỗi gì đâu. Với lại á, Lam với Lân á, là hai đứa yêu nhau rất là thật lòng. Hai đứa vừa học giỏi nè, vừa hợp tính tình với nhau nữa mà mẹ. Đúng rồi đó mẹ, tình yêu không có lỗi. Lỗi đứa bạn thân thôi. À, đúng đúng, à, tôi hiểu mà. À, tại ngày xưa đó tôi chọn dâu á, cho thằng Tôm á, tôi bị thụ động mà. Tôi đâu có chủ động được đâu. Chứ còn bây giờ á, chọn dâu cho thằng Phi Lân á, là tôi chủ động. Sẽ tìm á, một con bé nào nè, ngoan hiền, học giỏi, rồi tử tế, biết chăm sóc gia đình chồng mình, biết quán xuyến hết tất cả mọi thứ. Như vậy á, thì tôi mới hài lòng, hiểu chưa?